Có nghĩa là 18 tuổi muốn xuất gia mà không được đồng ý, bây giờ muốn trốn đi thì có được hay không? Vì hỏi cái này á thì nó cũng kẹt cho sư, bởi vì nếu như mà sư nói được thì hóa ra là ông sư Hạnh Tuệ là ông ủng hộ người ta trốn đi xuất gia, trốn đi tu. Nói như thế này, cha mẹ không đồng ý thì không được thọ giới, có nghĩa là chư tăng không có được cho quý vị tu sa di hoặc là tu tỳ kheo. Còn cái chuyện mà quý vị trốn đi thì xin thưa đó là cái quyền cá nhân của quý vị muốn đi đâu như thế nào đó thì ai quản được quý vị, lớn hết rồi. Nói thì sư kể cái chuyện của sư kể chuyện của sư nha, chứ sư không có xúi dạy ai hết trơn nha. Cái hồi mà sư muốn đi tu á, mẹ sư không có cho, và nói chung là nó là cả một cái quá trình làm đấu tranh tư tưởng ở nhà mà mẹ không cho, cô dì chú bác cũng không cho, cả nhà không ai cho hết, rồi sư mới trốn đi. Nhưng mà khi sư trốn đi á thì sư trốn với cái suy nghĩ như thế này, tại vì sư biết một chuyện là cha mẹ chưa cho phép thì không được xuất gia, cho nên là khi trốn đi thì sư nghĩ là mình sẵn sàng làm một người cư sĩ ở chùa, tức là ở chùa làm công quả thôi, làm công quả cả đời như vậy đó, cũng tu làm công quả cả đời như vậy, nhưng mà mình không có thọ giới, tại vì muốn thọ giới phải được cha mẹ đồng ý. Mà khi mà sư trốn đi với cái suy nghĩ như vậy và trốn một thời gian sau thì gia đình kêu về, và lúc đó thì gia đình chia ra làm hai phái, một phái á, là vẫn không có cho đi, vẫn không có cho xuất gia, nhưng mà một phái á, thì nói là thôi bây giờ á mình cho nó tu á thì mình còn biết nó ở chỗ nào, chứ còn mình không cho nó tu á, nó trốn đi thêm một lần nữa mình không biết nó ở đâu, tại vì nói chung ở nhà cũng thương lắm đấy, rồi nó trốn đi lần nữa không biết là nó trốn đi đâu, rồi mất liên lạc với nó, rồi nó lỡ nó chết bùa bờ chết bụi, rồi nắng gió mưa xưa sương, rồi nó bệnh hoạn, rồi mình không biết thì sao. Thôi thì nó muốn như vậy thì cứ cho nó tu đi, ít nhất mình còn biết nó tu ở chỗ nào đấy. Thì cũng nhờ như vậy mà sư mới được xuất gia, chứ còn hồi xưa mà khi mà sư trốn đi thì với cái suy nghĩ là sẵn sàng làm cư sĩ cả đời như vậy, cho tới chừng nào mà đồng ý cho xuất gia thì thôi. Đó là sư kể trường hợp của sư, còn quý vị thì tùy quý vị ha. Và theo luật á, một vị muốn xuất gia thì phải được sự đồng ý của cha mẹ, còn cái chuyện mà quý vị muốn trốn thì đó là quyền của quý vị, đừng có nói ông sư Hạnh Tuệ ông xúi nha.